Cô phải là thánh đâu, cô chỉ cho con phải hợp tác nữa, nhưng còn lười con thuốc mà cha mình nó hết được. Quên lười, xin là phải nhớ. Ý là cha không có ảnh, không có nghe được. Khi là sợ đau, mỗi lần nặng mụn thì có mất hết năng lượng luôn. Thân con, em nghĩ xem chị nặng mụn. Dạ, em con. Khai giảng chưa? Mới đi đâu mà nắng về mà mặc ấm hổ rồi đấy. Đi đâu mà nắng về? Đi qua nghiêng qua.
thứ mấy ta? Hôm nay thứ mấy? Thứ năm tuần sau quay lại nha. Để làm thuốc chị Thông nha. Mọi người nhìn ngứa mắt lắm đúng không? Trang dễ tịch đặt đây nè. Nguyễn Thuộc sợ quá không dám nhìn luôn bạn. Đi nặng chỗ khác mọi người có nhét đau nghiêng vào xong rồi rồng gãy người ta không nặng được xong rồi về đấu hết nhân đâu mụn nghiêng tấy lên cho những cô nào có chịu khó tí xíu nào bảo mình nhỏ một tí để cái khóc này đặt về. Nhìn cái mặt qua đây này con này một về đi về con cháy rồi mà lăn đi đâu Thanh Nguyễn ngặt bằng cây còn đau nữa cái này mình chỉ tác động lực nhẹ thôi nhưng mà tại vì vốn bản thân này cũng chỉ đau yếu rồi đó mà nghiêng đi đâm cái dao vào mặt đâu phải đấy sưng nó viêm lên nó ép xe nặng nó còn đau hơn nữa giờ nó đang là đầu đen mình lấy nó ra thôi ấn nhẹ là nó phục lên mà không có một cái vết chày luôn á nè ấn cái mụn xong không có một cái vết chày trên da luôn á phải ráng chứ bây giờ con làm cái gì bây giờ Thanh Vân to như con nhộng ở đây thì đỡ đau
không giống bạn bảo nhỉ chị? Bảo với ai? Thanh Vân, Thanh Ni sợ đau nhất Vịnh Bắc Bộ đây rồi. Cười gì? Mình đàn ông cha mình sợ đau quá. Hôm bữa có cái anh chị em con la, anh chơi con bảo là bị điên. Con bị điên suy rồi. Thị Huyền, sao lại để đến mức này mới đi chữa, nếu giữ sạch da không đến độ vậy đâu. Đúng rồi, rất là rời nữa mà. Chơi về không rửa mặt ngủ luôn. Đúng bảo.
dơ là mụn thôi. Ờ, đau quá. Cái gì? Tay mày đừng đụng vào mặt. Đụng vào mặt mày ghê hơn. Đi nghỉ với nó mụn nhiều hơn. Thằng Vân bảo ơi nên để có được làn da đẹp giúp mình bắt bộ ý nhé.